hãy uống ngay trà xanh Cam Độ, được làm từ trà Thái Nguyên giàu EGGC, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã chọn theo dõi bản tin COVID chiều của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Thưa quý vị, tối qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã có thông báo trên địa bàn tỉnh tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Bù Nho. Đây là 2 ca dương tính đầu tiên trên địa bàn huyện Phú Riềng. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Phú Riềng, hai trường hợp này được xuất viện từ Bệnh viện Ung Bướu, thành phố Hồ Chí Minh, đã được test nhanh kháng nguyên có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 ngày 3 tháng 8, về địa phương bằng xe cứu thương của bệnh viện. Sau khi khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 Tân Lập, huyện Đồng Phú, được xe cứu thương của Trung tâm Y tế huyện Phú Riềng đón tại chốt và đưa về cách ly tại nhà theo quy định. Ngay khi có thông báo, lực lượng chức năng huyện Phú Riềng đã đưa hai trường hợp F0 đi điều trị tại cơ sở y tế, đồng thời tiến hành truy vết được 4 trường hợp F1 là người chung sống cùng nhà và 10 trường hợp tiếp xúc gần. Hiện tất cả các trường hợp này đã được đưa đi cách ly tập trung tại các khu cách ly trên địa bàn huyện. Thưa quý vị, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Phước, đến 12 giờ 30 phút trưa nay ngày 6 tháng 8 năm 2021, Bình Phước có một ca tái dương tính với COVID-19. Cụ thể, ca bệnh này ở thôn 2 xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng đã từng điều trị COVID-19 ở Bệnh viện Dã chiến số 2, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh và đã được cách ly tập trung trước đó. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Bình Phước có tổng số 251 ca mắc COVID-19, gồm Đồng Phú 52, Bù Gia Mập 41, Hấn Quảng 35, Chân Thành 27, Phước Long 22, Đồng Xoài 18, Bù Đăng 16, Lộc Ninh 16, Bình Long 11, Bù Đớp 11 và Phú Riềng 2. Toàn tỉnh cũng đã có 46 ca chữa khỏi bệnh được xuất viện về nhà. Thực hiện kế hoạch của tỉnh về việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân để phòng chống dịch, tính đến ngày 6 tháng 8, Trung tâm Y tế huyện đã tổ chức tiêm ngừa cho 5.320 người. Đến nay, Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng đã triển khai 4 đợt tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 5.320 lượt người, trong đó 1.663 người được tiêm đủ 2 mũi, 3.657 người được tiêm mũi 1. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2021, huyện sẽ tổ chức nhiều đợt tiêm cho các đối tượng theo quy định. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, việc tổ chức tiêm vaccine được thực hiện nghiêm các quy định 5K để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Tỉnh Đồng Nai cũng đang triển khai tiêm vaccine cho đối tượng là công nhân các doanh nghiệp trên địa bàn. Trong đợt này, 1.300 công nhân sẽ được ưu tiên tiêm vaccine phòng chống dịch. Trong đợt 4 tiêm vaccine phòng COVID-19, tỉnh Đồng Nai tiến hành tiêm cho 1.300 công nhân của 10 công ty và lực lượng phòng chống dịch tại 7 bệnh viện dã chiến. Được tiêm vaccine không chỉ giúp người lao động yên tâm làm việc, mà còn đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong công ty, tránh đứt gãy chuỗi sản xuất. Theo Sở Y tế Đồng Nai, tính đến nay toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 6.300 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 550 bệnh nhân được điều trị khỏi, xuất viện và 46 trường hợp tử vong. Để chủ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thành phố Hà Nội đã lên phương án đáp ứng cách ly cho 30.000 đến 50.000 người, trong đó ưu tiên các khu vực ngoại thành. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu cách ly tập trung của các quận, huyện, thị xã, mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã ban hành quyết định về việc giao chỉ tiêu cách ly công dân phòng chống dịch COVID-19 cụ thể cho từng quận, huyện. Nắm thế chủ động, không đánh mất thời điểm vàng, khống chế dịch song song với tổ chức thực hiện giãn cách xã hội. Nhiệm vụ quan trọng của toàn thành phố Hà Nội lúc này là phải đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho những kịch bản xấu hơn. Trong đó, trọng tâm là mở rộng quy mô, tăng công suất các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, bảo đảm thế chủ động trong mọi tình huống vì sự an toàn tính mạng nhân dân. Thưa quý vị, tiếp tục hành trình chia sẻ yêu thương vượt qua đại dịch. Sáng nay ngày 6 tháng 8, gia đình anh Văn Viết Anh Tuấn ở thôn Thuận Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú đã kết nối cùng Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước và Hội Bảo trợ Người Khuyết tật, Trẻ Mồ Côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước, trao tặng 200 phần quà cho người khó khăn, người bán vé số, lao động thời vụ mất việc do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 tại xã Thuận Phú. Thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các tình nguyện viên của chương trình đã đi từng ngõ gõ từng nhà tại các khu trọ ở xã Thuận Phú để trao quà đến những người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Mỗi phần quà trị giá 330.000 đồng, bao gồm các nhu yếu phẩm như gạo, trứng, sữa, mì tôm.
Được biết, trong những ngày trước đó, với vai trò là thành viên đội phản ứng nhanh phòng chống COVID-19, anh Văn Viết Anh Tuấn đã hỗ trợ vận chuyển miễn phí hàng chục chuyến hàng xuyên suốt hành trình, chia sẻ yêu thương vượt qua đại dịch đến các huyện thị trong tỉnh. Sáng nay, tỉnh đoàn Bình Phước đã đi thăm tặng quà cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh. Do tình hình dịch COVID-19 nên đoàn không trực tiếp tặng quà các chốt phòng chống dịch và các hộ dân. Thông qua Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thịnh, đoàn đã gửi tặng 100 phần quà gồm gạo, mì tôm, dầu ăn, nước mắm, đường. Ngoài ra, tỉnh đoàn cũng trao tặng 20 phần quà cho 20 chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn đang thực hiện nhiệm vụ tại tiểu đoàn 208, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước. Tổng trị giá quà tặng trên 50 triệu đồng do tỉnh đoàn vận động các doanh nghiệp và mạnh thường quân hỗ trợ. Trước đó, tỉnh đoàn Bình Phước cũng đã đến thăm tặng quà động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu điều trị bệnh nhân COVID-19 huyện Chân Thành và điểm tiếp nhận nhu yếu phẩm trên địa bàn xã Minh Hưng, huyện Chân Thành. Tại đây, đoàn đã trao tặng 100 phần quà và 1 tấn gạo với tổng trị giá 40 triệu đồng. Đây là việc làm rất ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm góp sức của tỉnh đoàn và các mạnh thường quân nhằm động viên các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, nông dân huyện Bù Gia Mập đang gặp khó khăn do kênh tiêu thụ nông sản bị thu hẹp, giá cả xuống thấp. Tìm kiếm các kênh tiêu thụ mới, đưa nông sản đến với người tiêu dùng đang là vấn đề được các địa phương quan tâm, hỗ trợ nông dân trong thời điểm này. Với diện tích khoảng 60 hectare bưởi da xanh theo chương trình Việt Gáp, đang vào mùa thu hoạch, Hợp tác xã Bình Hà, Đa Kia, huyện Bù Gia Mập cung cấp ra thị trường sản lượng hơn 30 tấn bưởi một ngày. Trong niềm vui được mùa nhưng vẫn còn đó nỗi lo về tiêu thụ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Giá bưởi xuống thấp chỉ bằng một nửa so với năm trước. Kiến sản lượng năm nay mới đạt cỡ 500 tấn. Thị trường hiện nay tiêu thụ là một số thương lái ở Bến Tre, Đồng Nai, Vũng Tàu, thành phố. Nói chung là các tỉnh đổ về đây. Rơi vào cái vụ bưởi năm nay, vô cái mùa dịch bệnh này thì cái tiêu thụ cũng rất là khó khăn. Thì cũng có kiến nghị với bên phòng nông nghiệp, với hộ nông dân huyện cũng hỗ trợ về cái mặt giao thương để cho giấy tờ đồ cho thương buôn người ta dễ mua bán vậy đó. Để vận chuyển hàng hóa đi cho nó dễ hơn. Chứ về hàng thì còn tồn rất là nhiều. Để tiêu thụ bưởi cho nông dân, Hợp tác xã cùng Hội Nông dân huyện phối hợp với các đoàn thể tổ chức các gian hàng bình ổn giá. Qua kênh phân phối này, bưởi và các loại nông sản hoa màu của nông dân đã đến được với người tiêu dùng. Tuy chỉ là giải pháp nhất thời, nhưng cũng đã giải quyết cơ bản những khó khăn cho người nông dân trong thời gian dịch bệnh. Hiện tại thì sản phẩm thì riêng các hợp tác xã trên địa bàn huyện Bù Gia Mập thì có 10 hợp tác xã. Riêng chuyên về cây ăn trái thì có 2 hợp tác xã, bưởi và sầu riêng mít. Nhưng mà hiện tại sản phẩm mà tồn thì còn lại sản phẩm hợp tác xã bưởi da xanh của Đa Kia tồn khoảng độ 30 tấn. Hiện tại các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện đã chung tay phối hợp triển khai xuống cho bà con nhân dân trong huyện mua ủng hộ, hỗ trợ cho tiêu thụ là được cỡ 6 tấn. Giãn cách xã hội, thông thương hàng hóa khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Chính quyền địa phương cũng đã có nhiều giải pháp tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp địa phương, đặc biệt là tạo mọi điều kiện cho các thương lái vào thu mua nông sản. Do quá trình dịch bệnh thì hiện tại thì cái hợp tác xã này còn tồn tại khoảng cỡ 30 tấn bưởi. Thì để giúp nhân dân vượt qua cái khó khăn trong cái mùa dịch bệnh, thì xã với vai trò trách nhiệm của xã thì cũng đã tạo mọi điều kiện. Thứ nhất đây thì xã cũng liên hệ với hội nông dân huyện để liên kết với các cái đơn vị. Thứ hai nữa thì xã cũng tạo mọi điều kiện để cho các nhà vườn có đầy đủ các cái giấy tờ để đi lại trong mùa dịch. Và thứ ba nữa thì trong khuôn khổ pháp lý để tạo mọi điều kiện cho các cái thương lái đến địa phương để coi như là giao lưu cái nguồn hàng này cho hợp tác xã. Thì với ở góc độ địa phương thì cũng kiến nghị tỉnh với huyện thì cũng giúp cho địa phương là các về cái cơ sở pháp lý để cho các cái phương tiện lưu thông thuận lợi trong quá trình vận chuyển cái hàng hóa. Những kênh tiêu thụ được mở ra đã giúp bưởi da xanh của huyện Bù Gia Mập nói riêng và nông sản nói chung được tiêu thụ thuận lợi. Qua đó đã có phần bình ổn thị trường, ổn định thu nhập cho người nông dân trong thời gian dịch COVID-19 hoành hành. Quý
vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Covid chiều của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Xin kính chào tạm biệt. Hãy uống ngay trà xanh Cam Độ, được làm từ trà Thái Nguyên, dầu ECCC, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống.